Vâng, Thanh Quyền xin kính chào tất cả quý vị, các chú chị đang xem kênh Thanh Quyền Vlog cũng như là kênh của Trai Đồng Bằng TV. Buổi chiều ngày hôm nay có một số câu chuyện thông tin liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai, đặc biệt đó chính là cái câu chuyện mà của bà Lê Thu Vân đang trong cái thời gian gọi là rất là nguy kịch. Ngay đâu đó thì luật sư của Thiền Am đó là chia sẻ là bà này là có khả năng là gọi là không qua khỏi bệnh ung thư, gọi là giai đoạn cuối rồi, chuẩn bị gọi là di căn rồi. Cho nên là yêu cầu tạm đình chỉ vụ án cũng như là tạm đình chỉ điều tra, có nghĩa là không điều tra bà này nữa đó của chú chị. Nhưng mà đó cũng chỉ là một trong những cái lời yêu cầu của phía luật sư thôi. Chúng ta còn phải đợi kết quả của cơ quan chức năng, họ sẽ ra thông báo như thế nào. Ngay đâu đó thì ngày hôm nay một số cá nhân rất là đông đúc đã và đang tụ tập tại Thiền Am bên bờ vũ trụ. Họ có một cái chuyến gọi là thăm hỏi rồi kêu gọi rất là mạnh mẽ để mà có thể giúp đỡ cho bà Lê Thu Vân. Một trong những cái căn bệnh thì dường như nghe nói là không có để trị khỏi được nữa rồi, nhưng mà không biết gửi tiền về thì để như thế nào cho ăn uống, rồi bên cạnh đó chắc là chuẩn bị một cái tâm lý như thế nào đó thì không có biết. Rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm đến sự việc này, và thậm chí là đặc biệt là những cái fan cuồng của Thiền Am đó, họ rất là quan tâm cái câu chuyện sức khỏe. Còn những người đang lên án Thiền Am thì chúng ta đặc biệt cũng quan tâm, bởi vì là bà ấy là một trong những nhân vật có thể nói là chủ chốt cũng như là chìa khóa trong cái thời điểm hiện tại để mở cánh cửa liên quan đến câu chuyện lụm lo cũng như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong một trong những cái biên bản cũng như là cái công văn đó của bên phía luật sư đó, biên bản đề nghị đó, thì họ có một số những chi tiết, thì xin mời Trai Đồng Bằng chia sẻ về cái câu chuyện này. Một vị luật sư cũng đã lên tiếng bác bỏ những cái điều mà các luật sư bên phía Thiền Am và vũ trụ đó họ chia sẻ và đưa ra để mà có thể nói là mà yêu cầu là đình chỉ vụ án đó. Xin mời Trai Đồng Bằng. Rồi thì em xin phép chia sẻ cho quý vị cái bài viết của một vị luật sư giống tên. Vị luật sư này cũng rất là nổi tiếng, mà chú thì cũng về hưu rồi, và chú thì cũng không có muốn là nhắc tên chú ở đây, nhưng mà em xin phép đọc cái bài chia sẻ của chú. Qua cái bài viết của luật sư Vĩnh Phúc, ta dễ nhận ra một số chiêu trò của nhóm lực sải bảo vệ Thiền Am như sau. Một, tung quả mù nhập nhằn giữa vụ án tỉnh Thất Bồng Lai và vụ án Lê Thu Vân nếu có. Như mọi người đều biết, phiên tòa sơ thẩm ngày 20-21 tháng 7 năm 2022 vừa qua là xét xử vụ tỉnh Thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân cầm đầu và 5 bị can. Trước đó, Lê Thu Vân cũng bị khởi tố nhưng đã bỏ trốn, nên cơ quan chức năng đã quyết định tách thành một vụ án khác. Khi bắt được sẽ xử lý sau. Như vậy, việc bị can Lê Thu Vân vắng mặt không làm ảnh hưởng đến việc xét xử tại phiên tòa và tại phiên phúc thẩm sắp tới. Có mặt hay không có mặt, Lê Thu Vân cũng không ảnh hưởng đến công tác xét xử của hội đồng xét xử phúc thẩm. Vậy hà cớ gì mà nhóm luật sư này đề nghị đình chỉ vụ án, trong khi người chủ mưu là Lê Tùng Vân chứ không phải là Lê Thu Vân, là có ý định gì? Việc bị can Lê Thu Vân đã ra trình diện trước cơ quan chức năng thì Lê Thu Vân sẽ được phục hồi điều tra và đưa xét xử trong một vụ án khác. Và với tư cách bị cáo là chuyện đương nhiên, đúng pháp luật. Vậy luật sư xin đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án là làm răng, phải chăng nhằm đánh lừa quần chúng, nói chính là đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án đối với Lê Thu Vân, nhưng mục đích là cản trở phiên tòa phúc thẩm sắp tới đối với tỉnh Thất Bồng Lai, vì cho đến hôm nay cũng chưa thấy cơ quan chức năng nào khởi tố vụ án Lê Thu Vân. Mà đã không có khởi tố vụ án thì làm sao đình chỉ vụ án? Hiện chỉ có duy nhất một vụ án tỉnh Thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân là chủ mưu. Hai, ai làm công tác pháp luật cũng đều biết luật pháp điều chỉnh các quan hệ xã hội bằng các vi phạm pháp luật, các điều này cụ thể hóa bằng các điều khoản điểm vân vân trong từng bộ luật hoặc luật điều chỉnh các hành vi quan hệ pháp luật. Và ai cũng biết, ví dụ như luật an ninh mạng thì điều chỉnh các hoạt động trên không gian mạng, bộ luật lao động thì điều chỉnh các quan hệ lao động, và bộ luật hình sự là quy định các tội phạm và hình phạt. Còn theo đó, việc đình chỉ điều tra và đình chỉ vụ án sẽ bị điều chỉnh theo điều 230 và điều 248 của bộ luật tố tụng hình sự chứ không phải bộ luật hình sự. Vậy các luật sư này viện dẫn điều 29 bộ luật hình sự để đề nghị đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với Lê Thu Vân nhằm mục đích gì? Việc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, còn điều 29 bộ luật tố tụng hình sự quy định tiếng nói và chữ viết trong tố tụng.
Tuy trong điều 230 của Bộ luật Tố tụng Hình sự có dẫn dụ khoảng 2 điều 29 của Bộ luật Hình sự, nhưng các luật sư này cố tình không giải thích cho cộng đồng mạng hai vấn đề như sau. Một là các luật sư có dám đảm bảo hành vi phạm tội của Lê Thu Vân không còn nguy hiểm cho xã hội nữa hay không? Hai là những hành vi của Lê Thu Vân với vai trò là người trợ thủ đắc lực cho Lê Tùng Vân phạm tội trong suốt một khoảng thời gian dài, gây thiệt hại cho không biết bao nhiêu người, nếu bị đình chỉ thì hệ quả sẽ ra sao? Phải chăng việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với bị can Lê Thu Vân sẽ làm mất đi các bằng chứng quan trọng để buộc tội bị cáo Lê Tùng Vân, góp phần phá lấp đi một chuỗi hành vi phạm tội của kẻ chủ mưu là Lê Tùng Vân? Đây là một chiêu trò ma mảnh thông qua mạng xã hội, hướng lái dư luận chạy tội cho Lê Tùng Vân nhằm bỏ lọt tội phạm. Vậy thì còn gì là nguyên tắc xét xử không để quan sai, không bỏ lọt tội phạm? Hành vi này phải chăng là đánh lận con đen, đánh tráo khái niệm, cố tình đánh lừa dư luận để nhằm mục đích gì thì các luật sư Thiền Am tự giải thích trước công luận. Và cái mục thứ ba, luật sư viện dẫn cho rằng bị can Lê Thu Vân bị bệnh hiểm nghèo, do cái phần này chính nè, ung thư giai đoạn cuối, không thể phục vụ cho công tác điều tra nên đình chỉ điều tra. Chuyện bà Lê Thu Vân bị bệnh như thế nào thì sẽ có cơ quan y tế chăm sóc, và cơ quan điều tra cũng có đầy đủ các chuyên khoa riêng biệt để lo cho bị can bị cáo. Cần thiết cơ quan cảnh sát điều tra có thể lấy lời khai, thực hiện các thao tác nghiệp vụ tại phòng bệnh, thậm chí nếu cần cũng có thể giám định pháp y, khoa học hình sự mà không cần đến luật sải. Luật sải là luật sư đó quý vị. Cơ quan điều tra họ biết mình làm gì theo đúng trình tự và thủ tục tố tụng. Đây không phải là phần việc của luật sư. Vậy đình chỉ điều tra bị can Lê Thu Vân phải theo ý các anh luật sư hay chẳng lẽ mỗi lần bị can Lê Thu Vân bị bệnh, đi đâu, ở đâu, cơ quan điều tra phải mời các anh luật sư vào giám sát cho tiện? Cuối cùng, người luật sư giỏi, người đem kiến thức, hiểu biết, lý luận của mình để tham gia, làm sáng tỏ tình tiết của vụ án, góp phần cho việc xét xử công minh, đúng pháp luật, đúng người đúng tội, chứ không phải lên mạng cố tình dẫn dắt dư luận, hướng quần chúng vào những sai trái để phục vụ cho ý đồ cá nhân của mình. Đó thì đó là cái chia sẻ của một vị luật sư để phân tích qua cái đề nghị mà tạm đình chỉ điều tra cũng như là tạm đình chỉ vụ án đó. Thì cho chúng ta thấy rằng là họ cũng vẫn đang gọi là cố tình gọi là không giải thích rõ những cái điều luật ở trong đó để cho một số cá nhân đó họ không hiểu luật để mà hiểu nhầm câu chuyện này. Rồi bên cạnh đó là với cái mong muốn là kéo dài cái sự việc, như Thanh Nguyên đã chia sẻ, kiếm một chút gọi là cái lợi ích về cho bản thân. Thì từ bắt đầu câu chuyện đến ngày hôm nay thì cũng rất là lâu rồi, và họ đã kiếm được không ít rồi quý vị, nhưng mà đâu đó thì cái lòng tham dường như càng lúc càng nhiều, cho nên là họ lại muốn tiếp tục. Và bên cạnh đó thì đâu đó chúng ta có thể thấy là họ đang nhờ vả một cái thế lực bên phía nước ngoài để mà gây tác động đến mà có thể là đảng và nhà nước chúng ta. Đây là một điều mà tôi nghĩ đánh giá là họ đang cấu kết, và một trong những hành vi rất là nguy hiểm. Cho nên là quý vị có thể thấy là về phía bà Lê Thu Vân á, hiện tại là cho rằng bà ấy đang bị bệnh ngặt nghèo, nhưng mà cơ quan chức năng cũng đã có những cái buổi làm việc đối với bà này. Và Thanh Nguyên nghe đâu đó là ngày 16 vừa rồi đã có làm việc rồi, nhưng mà chắc có lẽ là luật sư này họ rất là lo lắng, sợ rằng là bà này gọi là sẽ để lộ thông tin gì, cho nên là muốn làm cái lá đơn gọi là yêu cầu đình chỉ vụ án, là lấy cái lý do là bà này gọi là bị bệnh ung thư giai đoạn cuối rồi, sắp không qua khỏi. Nhưng mà trong thực tế thì cho đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn là một trong những ý kiến của luật sư thôi, chúng ta vẫn chưa biết thực trạng rồi là cái bệnh của bà Lê Thu Vân tới đâu. Anh Quyền có để ý á, là cái bữa mà công an xuống làm việc có cái tấm hình các luật sư họ đăng đó, thì thấy là bà Lê Thu Vân bà nằm trên võng đó, giống của thầy giống của thầy ông nội thì rất là giống như giống đó thầy ông nội, mệt dữ lắm, nằm không nổi. Nhưng mà cái lúc mà bà vừa ra trình diện, bà gặp luật sư trước thì bà đang ngồi có bưng tô cơm to đùng vậy nè, bà ngồi ăn ha, rất là ngon lành ha. Rồi nói chung là họ cũng tạo ra cái hình ảnh trước rồi, khi mà bà ra trình diện thì đã gài vô cái vấn đề là bà bị bệnh hiểm nghèo, bị bệnh ngặt nghèo rồi đó. Giống thầy ông nội rồi, bắt chước thầy ông nội là bây giờ tôi chỉ nằm võng thôi chứ ngồi tiếp khách thì không nổi. Thật ra cái căn bệnh của bà ấy khi mà về phía cơ quan chức năng, khi mà bà ra trình diện đó cũng đã qua giám định rồi.
và Thanh Nguyên nghĩ rằng đó cái bệnh bãi là một trong những cái căn bệnh cũng khả năng cao là có thật, nhưng mà không biết rằng có giống như lời các luật sư nói là phải gọi là không qua khỏi không, và cái mức độ nó nặng đến như thế nào để mà có thể gọi là yêu cầu tới rồi là đình chỉ quán, và nếu là thật sự là nó nguy kịch thì phải có cái thời gian cho rằng là bãi chỉ còn là trong vòng một tháng hay là nửa tháng gì đó thôi, hay là vài tháng nào đó, hay là một năm, phải có một thời gian cụ thể mà chính là bác sĩ đó là những người sẽ có những kết luận chính xác về cái vấn đề di căn căn bệnh ung thư này. Có khi là bãi sẽ còn một tháng hay hai tháng nữa sẽ không qua khỏi, ví dụ như vậy thì cơ quan chức năng họ sẽ có cái hướng để mà xử lý cái việc này nó dễ dàng hơn. Nhưng mà cái bệnh thì giám định là phải là cấp tỉnh hoặc là bên pháp y có chức năng người ta giám định thì mới chính xác nha, chứ không phải là ra trong bệnh viện rồi đóng cái mặt cục cọc cọc đem về là người ta chấp nhận cái bệnh đó đâu. Khiến cho fan thì Nam trong thời điểm hiện tại thì tôi nhìn thấy là khá nhiều, rất là nhiều người cảm thấy lo lắng và đang cầu nguyện hàng ngày để cho bà Lê Thu Vân. Riêng bản thân của Thanh Nguyên cũng mong rằng đó bà Lê Thu Vân đó mau chóng sớm khỏi bệnh và có thể có sức khỏe gọi là mạnh mẽ rồi hồi phục lại để mà có thể mà có tiếp tục mà phối hợp với các cơ quan chức năng để nhanh chóng đưa sự việc này ra làm rõ. Thì cũng mong rằng là bà Lê Thu Vân sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh trở lại để cho fan của Thiền Nam họ vui mừng trở lại. Bữa nay thì thấy Công Linh khóc la làng, khóc tùm lum, khóc mướn tà le tắc lét. Thì hôm qua hôm kia đã khóc rồi, cái lúc mà đệ tử ruột là được coi như là hưởng án treo là đã về ăn mừng rồi, cũng đệ tử ruột cũng lên khóc nói mong sao là các thầy cũng sẽ giống như tôi, cũng được như mình rồi gọi là án treo á. Án treo đó đó là tôi nói là ước mơ chỉ là mơ ước thôi quý vị, bởi vì hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông Lê Tùng Vân là 331, còn đối với Toán Trần chỉ là tội theo 155, 156 thôi. Mà ông Lê Tùng Vân thì lại có tổ chức, còn Toán Trần thì có tổ chức có mình thôi, nên lại nó cái chuyện hai chuyện hoàn toàn khác nhau, nó không giống. Đó là một trong những điều mà họ muốn mang ra để mà trấn an cái fan của họ. Thế mà cho rằng là tôi Toán Trần tôi vừa mới dính vào vụ kiện tôi cũng được gọi là án treo rồi đó. Rồi khả năng gọi là thầy ông nội thì cũng mong thầy ông nội được như vậy. Nhưng thật chất thì chúng ta thấy quá rõ rồi, luật sư đã không còn cái chứng cứ dữ liệu nào để đưa ra để kháng cáo, thì khả năng rất là cao phúc thẩm này một bài y án là đối với ông Lê Tùng Vân, còn những cái tội danh như là lụm lon hay cho đến là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì Thanh Nguyên đánh giá rằng là chỉ vẫn 1-2 tuần nữa thì chắc hẳn sẽ có một trong những cái kết quả mà quý vị mong chờ là ông Lê Tùng Vân có lừa đảo chiếm đoạt tài sản hay không, và đâu đó một số những cái thành phần nào sẽ có thể nói là có công sức để mà giúp ông Lê Tùng Vân đó, giúp ông Lê Tùng Vân là mà có thể lừa đảo người khác đó, thì sẽ được lộ diện và là một trong những nhân vật cộng cán rất là nổi tiếng, và khi mà quý vị chúng ta được nghe được nhận được cái thông tin thì cũng sẽ khá là bất ngờ. Thật ra Thanh Nguyên cũng đã nhận được thông tin rồi, nhưng mà đâu đó thì nó vẫn chưa được các cơ quan chức năng là xác minh được chính xác, nên chúng ta phải chờ. Và thật sự khi mà nghe cái nhân vật này đó thì cũng khá là giật mình, và tất nhiên là khi mà mọi chuyện được sáng tỏ Thanh Nguyên cũng sẽ cập nhật cái nhân vật này để mà chuẩn bị cũng chính trị chúng ta tìm theo dõi. Nhưng mà cho đến phút này thì chúng ta hãy chờ cái kết quả cuối cùng từ phía cơ quan chức năng liệu rằng có đình chỉ vụ án đối với bà Lê Thu Vân hay không. Thì nói chung á là hôm nay thì tụi em cũng chia sẻ cái thông tin này đến cho quý vị để cho cô chú anh chị em yên tâm. Thì theo cái cá nhân cái quan điểm của em thì bà Lê Thu Vân về ở với thầy ông nội thì hai người cũng hữu hỷ với nhau, tình cảm thì chắc cũng không có thể nào mà đi xa được đâu, tại vì bả có lời tuyên thệ rồi là theo thầy mãi luôn, theo chung thủy suốt đời. Nhưng mà thầy ông nội chưa đi thì bà Vân này bả cũng không đi trước được đâu. Bà cũng sẽ chờ thầy ông nội đi chung, bà không có đi riêng đâu, cho nên mọi người cứ yên tâm. Thì em cũng rất là mong cô Vân là mau chóng hồi phục sức khỏe để mà hoàn tất cái quá trình điều tra, cũng như là thôi cô đừng có dùng chiêu trò gì cả, cứ hợp tác đi, đừng có giả bệnh hay là bệnh hoạn này kia cái nọ, nó mệt lắm, cho làm cho xong cho khỏe đang nghỉ ngơi nữa đó. Thì anh Quyền có chia sẻ gì nữa hay không, hay thật ra dừng đây. Thật ra cuối cùng á Thanh Quyền nghĩ rằng đó các nhân vật này có một điều rất là tội nghiệp ở chỗ đó, chính là như là Hoàng Nguyên Nhất Nguyên đến giờ phút này vẫn không biết mẹ của mình là ai, và thậm chí là theo trai đồng bằng đánh giá là có biết rằng là bà Lê Thu Vân chính là mẹ của mình hay không, mẹ ruột của mình hay không. Nghĩ là có thể là họ biết mà họ không nhận, chứ đã cái tình cũ đó rồi. Chứ cái thứ nhất, cái thứ hai là
dư luận thì người ta cũng lên tiếng rất là dữ dằn rồi, không lẽ không biết mà trong giấy tờ thì đã có rồi, thì không lẽ thì họ biết đó nhưng mà họ chối đó chứ. Nhưng mà những người lớn ở trong này như là ông Lê Tùng Vân với bà Lê Thu Vân đó là luôn giấu giếm, là nói rằng không phải là mẹ ruột. Nhưng mà anh biết là dư luận cái vụ mà Thiền Am thì 3 năm trời rồi thì đã có những cái gia phả của những cái người đó, người ta, những người trong đó người ta cung cấp chứ không phải là mình ấy nha, đã có rồi thì có cái nghi vấn thì đương nhiên ví dụ như anh đi hoặc là em đi, mình nghe cái thông tin như vậy, ủa giờ sao ta, mình cũng phải tìm hiểu chứ. Có em hiểu là có thể là họ đã biết rồi đó. Thật chứ ra đó quý vị, đối với một đứa trẻ khi từ nhỏ mà lớn lên nói rằng mình bị mồ côi, mà đừng nghe đâu đó cái thông tin là mình nghe đâu đó mình có thông tin về cha mẹ mình, chúng ta rất là muốn tò mò và tìm đúng hiểu rồi. Nhưng mà những đứa trẻ ở tỉnh Thất Bồng Lai này nó không có được cái quyền đó, nó không có quyền được gọi là biết cha biết mẹ của mình là ai. Và thậm chí ngày hôm nay như bà Lê Thu Vân đang dính gọi là một căn bệnh rất là ngặt nghèo, thì liệu rằng đó lúc bà ấy gọi là sắp sửa gọi là lìa đời đó, thì cái sự thật này có được phơi bày hay không, rồi những đứa con của bà ấy có được nhận người mẹ mình hay không, thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ xem cái kết quả cuối cùng từ phía các cơ quan chức năng trong cái vụ án của tỉnh Thất Bồng Lai. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã yêu thương, tin tưởng, ủng hộ kênh, đặc biệt là những cái mặt hàng tụi em đang bán trên nền tảng YouTube này. Quý vị có nhu cầu mua những cái mặt hàng như là mật ong rừng nguyên chất, cà phê, nước cốt nhau, vân vân, hãy liên hệ qua cái số điện thoại tụi em đang ghi trên màn hình. Xin cảm ơn, cũng như là xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những cái video mới và chủ đề mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả quý vị một cái sản phẩm, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên. Như quý vị được biết thì mật ong nó có rất là nhiều những cái công dụng, như là làm đẹp cho đến là những cái vấn đề chăm sóc sức khỏe, nó phù hợp cho mọi độ tuổi, từ lớn đến bé, từ trẻ em thì từ 1 tuổi trở lên sử dụng rất là tốt. Thì nếu như quý vị khán giả nào cần thì hãy liên hệ inbox qua cái số Zalo của em ghim trên màn hình. Đây là mật ong rừng nguyên chất thiên nhiên 100%, bao xài bao thử, miễn phí ship toàn quốc. Mong rằng quý vị cô chú hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.